Mùa đông với nền nhiệt độ xuống thấp, nhiều ngày rét đậm rét hại là những yếu tố rất bất lợi trong chăn nuôi, đặc biệt với nhiều giống mẫn cảm với sự thay đổi nhiệt độ. Những biện pháp chống rét sẽ tập trung vào công tác chăm sóc và che chắn chuồng trại, đặc biệt đối với những hộ gia đình nuôi chăn thả. Bà con chú ý tới một số yêu cầu cơ bản sau. Chuồng trại chủ động gia cố che chắn, đảm bảo chuồng trại đủ ẩm, không bị gió lùa, mưa hắt làm ẩm ướt nền chuồng. Dự trữ chất đốt, củi, chấu mùn cưa để đốt sửa cho gia súc trong những ngày rét đậm, rét hại. Thực hiện các biện pháp bảo quản và dự trữ thức ăn, nhất là rơm rạ cỏ khô, chế biến thức ăn ủ chua, rơm ủ ure, tận dụng các phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn cho trâu bò. Chuẩn bị thức ăn tinh như bột ngô, sắn, cám gạo, khoáng, vitamin để cung cấp đủ cho gia súc trong những ngày giá rét. Việc chăm sóc nuôi dưỡng cần chú ý nhiều hơn tới trâu bò già yếu, gia súc non. Cho ăn đủ lượng thức ăn như cỏ các loại và bổ sung thêm 3,5 kg thức ăn tinh là bột ngô, sắn, cám gạo trong một ngày đêm đối với một trâu bò trưởng thành. Bổ sung muối ăn với lượng 5 g cho 100 kg thể trọng bằng cách hòa vào nước uống. Nước ấm là tốt nhất cho trâu bò uống. Không cho trâu bò làm việc chăn thả ngoài trời khi nhiệt độ dưới 12 độ C, phải chủ động đưa trâu bò về chỗ nuôi nhốt. Chuồng trại phải kín gió, nền chuồng khô ráo. Sưởi ấm vào ban đêm, mặc áo chống rét bằng bao tải gai, bao tải dứa để giữ ấm cho trâu bò. Và phải thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng bệnh cho trâu bò theo quy định. Đối với đàn lợn cần chú ý, chuồng trại vệ sinh sạch sẽ hàng ngày, không để đọng phân nước thải trong chuồng. Che kín xung quanh chuồng nuôi, không để gió lùa, nhất là vào ban đêm. Làm chuồng úm đối với lợn con theo mẹ. Không cọ rời chuồng hoặc tắm cho lợn vào những ngày mưa rét, nhiệt độ xuống dưới 12 độ C. Cho uống đủ nước sạch, mát, bổ sung thêm các vitamin tổng hợp, men tiêu hóa trộn vào nước uống thức ăn theo hướng dẫn. Khẩu phần ăn đảm bảo đầy đủ, cân đối chất dinh dưỡng đối với từng đối tượng lợn. Định kỳ phun thuốc, khử trùng, tiêu độc. Thực hiện tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine phòng các bệnh cho đàn lợn như dịch tả lợn, tai xanh, lở mồm long móng. Gà cũng là đối tượng rất dễ bị ảnh hưởng từ môi trường, đặc biệt khi thời tiết bất lợi. Vì vậy bà con phải chuẩn bị đầy đủ phên bạt để che chắn chống gió lùa, bổ sung thêm bóng điện, bóng tròn, bóng hồng ngoại để sưởi ấm. Mật độ nuôi hợp lý đối với gà đẻ từ 6-8 con một mét vuông, gà thịt từ 8-10 con một mét vuông. Đảm bảo thức ăn có đầy đủ chất dinh dưỡng, phù hợp với từng lứa tuổi của gà. Cho uống đủ nước sạch, ấm và bổ sung thêm đường gluco, các loại vitamin tổng hợp, men tiêu hóa để nâng cao khả năng chống bệnh cho gà. Thường xuyên vệ sinh chuồng trại sạch sẽ và thay chất độn chuồng, định kỳ phun thuốc khử trùng, tiêu độc. Ngoài các biện pháp đã thực hiện như trên, cần theo dõi thường xuyên tình trạng đàn vật nuôi để phát hiện xử lý kịp thời khi đàn vật nuôi có biểu hiện ảnh hưởng do đói, rét, dịch bệnh.